đây. Ôi, đây luôn em ít đợi ít chỗ con nha. Hôm nay các bạn chơi một chỗ hay là xe điện. Đây là cái phòng bàn của anh nhé. Rồi. Chỉ là một sơ suất nhỏ thôi em ạ. Chúng ta chuyên nghiệp, sảnh nghiệp thôi, không thể nào phá được. Bay cái trong ngoài.